Hi, xin chào tất cả anh em nhé, chào mừng anh em đến với channel của mình Coin Miner. Và trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ nói về cái X Blast App My XBL. Chúng ta đang đào đồng XBL và mình đang mở app ra. Đây anh em có thể nhìn thấy cái giao diện của app X Blast My XBL. Đây mình đang đào được đó là 44 WXBL tương đương với 66,775 đô. Cái này chúng ta có thêm phần boost ở đây. Ấn vào boost, anh em có thể nâng cấp cái tốc độ đào đây, manual rate. Đấy thì anh em có thể dùng cái đấy để nâng cấp tốc độ đào nhé. Mình thì mình nghĩ là mình chỉ nâng đến tốc độ đào như thế này thôi là khá ok rồi. Mình ấn sang phần trang chủ nào. Thì cái app này nó có một cái phần mission bên trái. Anh em làm cái nhiệm vụ mission này thì nó sẽ đào được 1-24 giờ mới có một lần nhé. Đây ấn vào phần mission này. Đây là những cái nhiệm vụ mà anh em sẽ làm. Ấn vào like, retweet, reply and join the Discord server. Đây là những nhiệm vụ anh em làm. Làm xong thì ấn vào phần confirm này, confirm mission này. Thì nó sẽ thu, anh em nhìn phần 91% này không? Nó sẽ thu sau 24 giờ. Còn nếu anh em không làm nhiệm vụ này thì anh em xác định sẽ vào 1 giờ nhé. Mình sẽ xem cái gì đây. Đây là cái mới nào. Boost này. Đó. Chỉ vậy thôi. Rất là đơn giản. Và hôm nay thì nó còn hiện cái phần đồ ở phía dưới là mình cảm thấy khá là hay đó. Anh em nào mà chưa đào thì hãy nhanh chóng đào app này. Mở đường link thì mình để phía dưới video nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.